Linh thì là lúc đó là ở lội ở ngoài Hải Dương một mình ở trong này. Đúng rồi, có một mình ở đây. Lúc đó sao? Lúc ấy thì vất vả lắm, thực sự thì chồng một nơi, vợ một nơi, con một nơi. Sau khi mà bà xã đi 6 năm thì lúc đấy anh có nói với cả chị là bây giờ thì kinh tế nó cũng tạm ổn. Cái này thì anh cũng lấy cái mặt bằng này là làm chủ rồi. Thì thôi, ví dụ như em có làm cái đấy được bao nhiêu thì thôi, thì cũng không gì bằng về có vợ, có chồng, có con bên cạnh. Thì về có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Suốt 6 năm mà chị đi, nhớ con là đã đành, thương con là đã đành. Thế có bao giờ chị nghĩ là để chồng một mình nơi đất lạ quê người, nhiều khi anh cô đơn quá rồi anh lạc lòng với ai hay không? Có cái nào chị nghĩ? Thì nói chung là cũng có chứ sao không? Đàn ông mà, mình đàn bà có thể là mình chịu được chứ đàn ông thì có thể không chịu được. Nhưng mà mình cũng tin tưởng chồng. Ngày xưa là hay viết thư. Ngày xưa làm gì có điện thoại đâu mà chả viết thư. Mà điện thoại ở bên đấy mỗi lần điện về nó mắc lắm, có khi hàng tháng mới điện về 1-2 lần thôi. Tại vì mỗi một lần điện cả tính ra tiền Việt Nam cả vài trăm ngàn. Viết trong thư thì bảo em cũng nhớ anh nhiều hay là anh cũng nhớ em nhiều, thì thuê chủ khóa làm thì nhanh nhanh thì về với bố con. Nói chung là nhiều lắm, mà cứ mỗi lần mà cứ nói đến kể cả giờ nói chuyện với Linh nhiều khi cũng kể lại cái ngày xưa đấy này. Tôi khóc nhiều lắm, tại vì nghĩ cuộc sống của mình ngày xưa mà ai cũng thế, con cái mà đẻ ra mà bỏ con mà từ 2 tuổi mà đến 8 tuổi mới về. Mà nghĩ nhiều lúc nghĩ thương mà điều kiện này lúc đấy không có. Linh lúc bé là ít khi mà có hộp sữa lắm. Tại vì không có. Vì bố mẹ kinh tế không có, con cũng không có. Nhưng cái thằng bé này thì không thiếu một thứ gì. Kinh tế bố mẹ có thì con cũng đỡ khổ. Mỗi đứa con nó một đấy. Số phận khác nhau. Còn thằng này nghĩ nhiều lúc thương cho nên là không muốn cho con đi theo bóng của cái châu đấy. Tại vì mẹ con xa nhau quá nhiều. Năm 19 tuổi thì Linh cứ đi suốt ấy. Con ít khi mà ở nhà. Đặc biệt hay cái gì đấy là cứ mua đồ tặng mẹ đấy là chỉ có ship thôi chứ ít khi mà được đưa cho mẹ. Như cái kỷ niệm vừa rồi ấy, cứ ngồi đến mâm cơm là tôi khóc nghĩ đấy. Tại vì có một ngày đấy là sinh nhật con là lúc 20 tháng 10 để con chuẩn bị ra đội tuyển quốc gia. Thì con có mua một bó hoa với một cái bánh sinh nhật về tặng mẹ, cũng vừa là bảo bao nhiêu năm nay mẹ con mình không được gần nhau, xong lại cũng là kỷ niệm sinh nhật của con. Lần đầu tiên mua hoa tặng mẹ là trực tiếp ngày sinh nhật của con luôn. Mà chị bất ngờ luôn. Theo như lời chị kể thì Linh cũng là một đứa trẻ rất là tình cảm đúng không? Tình cảm mà ngoan lắm. Nói chung là Linh cũng có hiếu với bố mẹ. Linh, cái giai đoạn mà nói chung là mẹ không cho em đi đá banh á, có thì hai em thấy ông bà vì cái chuyện đó mà gây lộn với nhau? Thì em nghĩ cái đó cũng không cho đến mức độ như thế. Tại vì khi mà cái lúc mà thua hay là buồn bực á, thì em luôn có bố mẹ cũng như là những người thân gia đình động viên. Thường thì ở nhà là em hay tâm sự với mẹ hay là với bố? Thường thì ở nhà thì tâm sự với mẹ nhiều hơn, còn nói chuyện điện thoại thì tâm sự với bố nhiều hơn. Rồi, tới rồi. Xuống. Lẹ lên, tới giờ rồi. Xa xôi quá trời vậy. Đây, nhìn đi. Câu lạc bộ bóng đá BKMX Bình Dương. BKMX Bình Dương. Em đừng nói em đá banh nha. Không phải, vô trong đó để huấn luyện cho các đàn em của em. Trong đó là nghe, có một vài tuyển thủ quốc gia luôn. Ai huấn luyện ai? Tướng em thể lực ấy, nhìn rất là xì bó. Hôm nay đó, em sẽ đưa chị ha vào trong đây để gặp một tuyển thủ quốc gia rất nổi tiếng, chân sút vàng của dạ đội tuyển trẻ, Việt Nam. Dạ hay trẻ? Trẻ. Chắc chắn là trẻ hơn hai chị em mình rồi đó. Trời ơi, bây giờ là trai đẹp ở thành phố hết rồi, tràn xuống tới Bình Dương luôn. Đó, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, Quốc Thuận và chị Cát Tường sẽ mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với một nhân vật rất nổi tiếng, đặc biệt là các bạn gái rất yêu mến. Đó, mời quý vị theo chân cùng hai chị em chúng tôi vào trong đây. Đi vô đây. Trời ơi, rộng quá, biết chỗ nào. Ôi trời ơi. Ai đây? Ai đây? Giới thiệu, đây. Đây là nhân vật mà ngày hôm nay Quốc Thuận muốn giới thiệu cho chị Tường cũng như là quý vị khán giả chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Sao mồ hôi mồ kê quá vậy cưng? Làm sao mồ kê chịu quá. Trời ơi, cưng đây. Quá à. Biết ai không? Biết. Ai? Bạn Tiến Linh. Đó. Linh đã lập công.
em đi đâu có mình vậy? À, nay em mới tập xong. Mới tập xong rồi hả? Hèn chi, thấy mổ một cái không, thấy lực không à. Hôm nay thì em được nghỉ thì mời hai anh chị về nhà em chơi và thăm nhà cũng như là thăm hai bố mẹ. Ủa là tập rồi đó hả? Tập rồi, tập rồi. Bây giờ chị không có cơ hội coi em biểu diễn thể lực hả? Để bữa khác. Bây giờ chút chị muốn không em biểu diễn thể lực chứ? Thôi, khỏi đi em bỏ. Em chạy 10 vòng xong em lăn em xỉu liền á. Rồi. Rồi, đi. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta cùng đi. Ok, giờ này, tới nhà của em rồi. Đây, coi như anh chị có thấy là nhà của em thì cũng chả có gì nhiều. Có nhà quán em đó hả? Không có quán cà phê nữa. Ồ, nhà em không có gì hết trơn, chỉ có quán cà phê thôi à. Thôi, vô nhà. Rồi, vào nhà đi. Đi uống cà phê thôi. Rồi. Ủa là ở đây luôn hả cưng? Dạ, thì đây là quán của nhà em cũng lâu rồi. Với lại đây là cũng sửa sang được cho bố mẹ cũng đây. Thôi, bố mẹ em đâu? Đây, đây là bố mẹ của em. Dạ, chào, cô chú. Dạ, cô chú. Dạ, cô chú có đang bận gì không? Thì cũng chỉ làm cà phê cho khách bình thường thôi. Biết bao giờ em mới cầm được chiếc cúp vàng trong tay ta. Đây là bộ sưu tập à, đây là trong vòng bao nhiêu năm vậy? Cả lúc em đi đã chuyên nghiệp đến giờ khoảng được 5 năm. Là lúc 18 tuổi là bắt đầu là, bắt đầu đã chuyên nghiệp ạ. Nhưng mà lúc đầu học đá là từ... Học đá là từ năm 12 à. Chào cô chú nha. Mình gọi cô chú nhưng mà tại vì á Linh kêu mình là anh chị. Kệ đi. Mình gọi cô chú. Em ăn à, giờ cứ dai ai nấy gọi, em gọi gì em gọi, chị là kêu bằng chị rồi đó. À chứ ta kêu bằng cô không có được. À. Được không chị? Thôi chị đi cho chị. Thôi vậy là Quốc Thượng cũng vậy, kêu bằng anh chị luôn nha. Ủa nhưng mà anh chị là gốc ở đâu à? Là mình gốc ở Hải Dương. Nhưng mà mình vào Bình Dương này là bao lâu rồi? À, năm nay đúng tròn 2 chục năm. Ủa nhưng mà Quốc Thượng thắc mắc nha. Chị thì tên Mai, anh thì tên Huyền, ông này là Linh. Vì tại sao cái quán cà phê mình tên là Ngọc Lan? Cái quán cà phê này là của chú ruột của bà xã là mở trước. Thì lấy tên của con gái của chú. Thế sau đó thì mình cũng đầu tiên cũng vào đây thì cũng đi làm thuê. Làm thuê cho chú. Thì sau này chú để lại cho đất ở đây. Thì là thôi thì cái tên của chú thì giữ luôn. Quán của chú là giữ luôn. Cho nên là vì không thay đổi. Bởi vì thực ra thì cũng lấy cái hên của chú, cho nên là thôi cứ để nguyên si đấy. Sao anh không để tên là Tiến Linh, cà phê Tiến Linh phải hot hơn luôn. Tiến Linh thì mới hot. Mới đẹp. Em thì cũng muốn kinh doanh nhưng một cửa hàng cà phê nghe nối nghiệp bố mẹ. Kế hoạch cũng có sẵn, đợi nó một vài năm nữa để tập trung sự nghiệp nó ổn định thì em sẽ làm. Cái thời gian đầu á, anh chị vào trong đây á thì nó có những cái khó khăn gì không? Nó thật là lúc mà bước vào đây thì trong hai tay hai vợ chồng chưa có cái gì cả. Thì vào đây được chú của bà xã nói chung là cũng giúp đỡ nhiều. Thế từ làm thuê cho đến làm chủ thì cũng mấy năm đấy. Vợ chồng cũng chát chiu làm thuê làm mướn rồi cũng trích bóp vào rồi cũng cứ sau này mới mua được hẳn được cái... Dạ. Nhà mình là có mấy cháu hả chị? Nhà thứ hai. Anh Ninh thì 97, còn em 2005. Cơ duyên nào mà bạn Tiến Linh này bạn lại nghe như là có duyên gắn liền với bóng đá? Hồi nhỏ thì lúc nhỏ là Linh ở nhà đấy, lúc mà 2 tuổi Linh hay cầm cuống nhựa đá ở sân đấy là cũng có. Nhưng mà lúc mà đi vào đây thì chị cũng không có nhà. Năm đấy đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc cũng 6 năm mà. Lúc ấy về là Linh học lớp 2 nhỉ. Lúc ấy về thì đi học này các bạn rủ rê bóng đá ấy chứ. Cứ tầm chiều trưa trưa này cứ đi học về là cứ bắt con ngủ trưa. Nó lại cứ không thích ngủ, nó cứ đòi đi đá banh ấy. Mẹ thì không cho đi nhưng mà cứ không cho đi thì khóc nằm trong giường úp mặt vào xuống chiếu đấy cứ khóc. Rồi, có khóc nữa hả cưng? Thế là bố bảo thôi xách giày đi. Mà ngày xưa nhỏ Linh học giỏi cũng không muốn cho Linh đi. Lúc ấy mà bảo đi tuyển ấy, ở câu lạc bộ Bình Dương ấy là mình không cho con đi đá bóng, nói là không đi. Nhưng mà con thích thì tự đi tuyển thì nói chung là Linh tự đi tuyển mình ấy. Điền đi trúng tuyển thì điện về bảo mẹ con trúng tuyển rồi thì mẹ thì vừa mừng vừa lo, nên không biết là tương lai nó sẽ như thế nào. Thì em cũng nói là thôi thì cái này là công việc của con thì cứ để cho con theo, còn được hay không thì cái đó thì con sẽ chịu trách nhiệm.
Thì lúc đấy thì có quyết tâm của em rất là lớn để có thể là chứng tỏ được bản thân mình với mọi người, cũng như là một cái gì đó cho cái xã hội này biết đến cái tài năng của mình. Mẹ thì không muốn, vậy thì bố có động viên không? Mình thì lại là người ủng hộ Tiến Linh rất nhiều. Tại vì bản thân mình cũng thích thể thao, bóng đá, cũng máu thể thao, nên là lại là người động viên Linh nhiều lắm. Ở nhà Tiến Linh có bao giờ vào bếp không anh Quyền ạ? Có chứ, Linh có vào bếp. Nhưng lúc ăn một con bếp cà phê đấy. Con bếp cà phê. Quý vị biết không, xem Tiến Linh với cái đôi chân ở trên sân cỏ ghi bàn thắng vào lưới của đối thủ, chắc có lẽ là quý vị rất muốn biết ở trong bếp, ở nhà anh Tiến Linh anh bưng cà phê làm sao, anh vô bếp anh nấu ăn làm sao. Thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đón xem tiếp phần tiếp theo của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, vô trong bếp của anh Tiến Linh. Đây là lúc mới đây, đây là bà ngoại đấy Linh. Đây là nút bóng đá. Này nè Ninh kia. Đâu có vậy? Đâu? Đây Ninh đây. Em mời chị. Trời ơi, cảm ơn. Cà phê Linh pha phải uống chứ. Đây Ninh đây. Cái này là đi sang bên Hàn Quốc, nó là U20 thế giới. Đây hai anh em này ha. Đấy Ninh lúc ấy ốm không? Cát Tường nhìn đấy. Ốm. Chị đây là Linh đây đó hả? Linh đấy, hai anh em. Vậy, dạ. Vậy là hai anh em nó cách nhau như vậy là tới 8 năm. Lúc Ninh được 2 tuổi là tới đi Hàn Quốc. Cũng vì kinh tế, nói chung là ngày xưa cũng vất vả khổ. Ở nhà nghĩ cái một mẫu ruộng một năm thu nhập thì được có bao nhiêu? Được có 3 triệu. Đi Hàn Quốc là gửi Linh lại cho ông bà nội, ông bà ngoại cũng gần đấy, cho hai ông bà hai bên trông nom. Nhưng mà lúc đó hai vợ chồng có nghĩ rằng là con nó còn quá nhỏ mà mình đi như vậy thì đó, nỗi nhớ con không cũng chơi rồi. Mỗi lần mà điện nói chuyện với con là phải gọi điện hẹn cả tiếng đồng hồ xong mới gặp. Gặp con ấy xong là có khi cả đêm chẳng ngủ được. Tại vì nhớ, không phải như hiện đại như bây giờ mà cái điện thoại cầm lên là nhìn thấy mặt nhau, hình nhau là không có. Đó là nhớ con, nhớ chồng nhiều hơn. Nhớ con nhiều chứ, ai cũng thế. Đàn bà mà nói bỏ chồng thì được chứ con bỏ chắc khó lắm, không có đâu. Ai cũng thế. Chắc là cũng phải ôi nhiều khóc nhiều. Nhưng mà nghĩ là lúc ấy mình bỏ cả một đống tiền ra đi thì cũng phải cố gắng. Đi là cũng hết 50 triệu thì nghĩ là 50 triệu nó cũng to lắm. Lúc mà bay vào Sài Gòn này bảo thôi giờ ai trả mình 50 triệu mình về với chồng với con không có đi nữa. Qua bên đó mình làm công việc. Mình công thì nói chung là làm bóng hình TV đấy. Cái thời gian đầu đó mà nhớ quá chị muốn là cứ bỏ hết đi về với chồng với con không? Có chứ, lúc đấy là nhớ là muốn là buông xuôi hết. Khóc nhiều lắm, nhìn cứ nhìn lên trời khóc bảo thế này thế đến bao giờ mới được về với chồng với con. Nhưng mà phụ nữ người ta ở ngoài kia người ta ngồi chơi cà phê cà pháo chứ. Mình là đông vào bữa một hôm, chào một hôm. Anh, hồi nãy đó chị có nói cái giai đoạn là chị đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc mà như tới 6 năm đúng không? Đúng rồi. Cái giai đoạn đó chắc có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của gia đình mình. Cực kỳ khó khăn, thật sự là lúc ấy là khó khăn lắm. Hai vợ chồng lấy nhau ở riêng cái nhà nhỏ ở quê. Đấy, lấy nhau năm 96 thì năm sau là sinh được Linh. Thì thấy ở ngoài quê làm ăn nó sự rất là khó khăn. Thế là bản thân mình thì có đi khám sức khỏe thì không đủ sức khỏe để đi lao động Hàn Quốc. Không có đi được thì là mới chấp nhận thì mình xa nhau thời gian để kinh tế nó vững lên, chứ nếu mà ở quê thì không biết lúc nào mình thay đổi cuộc sống. Cái giai đoạn đó nè, vợ thì đi xa, Linh thì là lúc đó là ở Hà Nội, ở ngoài Hải Dương. Anh có một mình ở trong này. Đúng rồi, có một mình đây. Ở lúc đó sao? Lúc ấy thì vất vả lắm, thực sự thì chồng một nơi, vợ một nơi, con một nơi. Sau khi mà bà xã đi 6 năm thì lúc đấy anh có nói với cả chị là bây giờ thì kinh tế nó cũng tạm ổn. Cái thứ hai thì anh cũng lấy cái mặt bằng này là làm chủ rồi. Thì thôi ví dụ như là em có làm cái đấy được bao nhiêu thì thôi, thì cũng không gì bằng về có vợ, có chồng và có con bên cạnh. Thì về có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Suốt 6 năm mà chị đi, nhớ con là đã đành, thương con là đã đành. Thế có bao giờ chị nghĩ là để chồng một mình nơi đất lạ quê người, nhiều khi anh cô đơn quá rồi anh lạc lòng với ai hay không? Có cái nào chị nghĩ? Thì nói chung là cũng có chứ sao không? Đàn ông mà, mình đàn bà có thể là mình chịu được chứ đàn ông mình có thể không chịu được. Nhưng mà mình cũng tin tưởng chồng. Ngày xưa là hay viết thư. Ngày xưa làm gì có điện thoại đâu mà chả viết thư.
mà điện thoại ở bên đấy mỗi lần điện về nó mắc lắm, có khi hàng tháng điện về 1-2 lần thôi, tại vì mỗi lần điện cả tính ra tiền Việt Nam cả vài trăm ngàn. Viết trong thư thì bảo em cũng nhớ anh nhiều hay là anh cũng nhớ em nhiều, thì thôi chủ quá làm thì nhanh nhanh thì về với bố con. Yeah. Nói chung là nhiều lắm, mà cứ mỗi lần mà cứ nói đến cả giờ nói chuyện với Linh, nhiều khi cũng kể lại cái ngày xưa đấy này, tôi khóc nhiều lắm, tại vì nghĩ là cuộc sống của mình ngày xưa mà ai cũng thế, con cái mà đẻ ra mà bỏ con mà từ 2 tuổi mà đến 8 tuổi mới về. Mà nghĩ nhiều lúc nghĩ thương mà điều kiện lúc đấy không có. Linh lúc bé là ít khi mà có hộp sữa lắm. Tại vì không có. Vì bố mẹ kinh tế không có, nên con không có, như cái thằng bé này thì không thiếu một thứ gì. Kinh tế bố mẹ có thì con cũng đỡ khổ. Mỗi đứa con nó một đấy, số phận khác nhau. Còn thằng này nghĩ nhiều lúc thương cho nên là không muốn cho con đi theo bóng ở cái chỗ đấy, tại vì mẹ con xa nhau quá nhiều. Năm 19 tuổi Linh cứ đi suốt ấy, con ít khi mà ở nhà. Đặc biệt hay cái gì đấy là cứ mua đồ tặng mẹ đấy là chỉ có ship thôi chứ ít khi mà được đưa cho mẹ. Như cái kỷ niệm vừa rồi ấy, cứ ngồi đến mâm cơm là tôi khóc nghĩ đấy. Tại vì cũng ngày đấy là sinh nhật con là lúc 20 tháng 10 này, con chuẩn bị ra đội tuyển quốc gia. Thì con có mua một bó hoa với một cái bánh sinh nhật về tặng mẹ, cũng vừa là bảo bao nhiêu năm nay mẹ con mình không được gần nhau, xong lại cũng là kỷ niệm sinh nhật của con. Lần đầu tiên mà tặng mẹ là trực tiếp ngày sinh nhật của con luôn, mà chị bất ngờ luôn. Theo như lời chị kể thì Linh cũng là một đứa trẻ rất là tình cảm đúng không? Tình cảm mà ngoan lắm, nói chung là Linh cũng có hiếu với bố mẹ. Linh, cái giai đoạn mà nói chung là mẹ không cho em đi đá banh á, có bao nhiêu hai em thấy ông bà vì cái chuyện đó mà gây lộn với nhau? Thì em nghĩ cái đó cũng không cho đến mức độ như thế, tại vì khi mà cái lúc mà thua hay là buồn bực á, thì em luôn có bố mẹ cũng như là những người thân gia đình động viên. Thường thì ở nhà là em hay tâm sự với mẹ hay là với bố? Thường thì ở nhà thì tâm sự với mẹ nhiều hơn, còn nói chuyện điện thoại thì tâm sự với bố nhiều hơn. Với em trai thì sao? Em với anh trai em thì cũng ít khi nào nói chuyện được với nhau á, tại vì mỗi người một việc á, với lại em thì không ở nhà quan tâm với lại chăm sóc nó nhiều, nên hôm nay cái khoảng cách giữa em với lại em trai em vẫn còn đang muốn lớn. Nên em muốn bây giờ em có thời gian rảnh nhiều thì em muốn về nhà để có thể dành thời gian cho em trai em nhiều hơn. Hai anh em tụi nó là cái máu đá banh từ đâu mà tự nhiên là cậu nào cũng mê? Bố nó kìa, bố nó thể thao, là thanh niên thể thao. Đá ở ngày xưa chỉ đá ở làng thôi, nhưng mà làng nào cũng có mặt bóng chuyền. Ủa, ông đá banh luôn hả? Đá banh rồi là bóng chuyền là giỏi. Bóng chuyền dạo này còn ở nhà, nhưng ngày xưa là cứ bắt đầu 4 giờ là xách giày đi. Ở trong này cũng vậy, chơi từ ngoài quê luôn, chơi từ ngoài quê từ thanh niên. Chơi đá bóng rồi bóng chuyền đấy, đâu có mặt. Lúc đấy là tớ đang có bầu Tiến Linh là được 6 tháng. Lúc đấy là ở nhà cấy ruộng, mà ông ấy ham mê đến nỗi mà để mình bụng bác ra chửa mà đi cuốc ruộng của mình, mà đi gọi ông về là để đi ra cuốc, không mai máy lồng nó lồng người không cấy được, ông bảo về đi mai cuốc, bảo mai máy lồng người còn cuốc, ông mải đánh bóng chuyền mới đá bóng mới không về. Ham mê đến mức độ hèn chi. Ôi, thích nắm bóng chuyền mới này đá bóng thì sao lúc đó ông cho ông đi theo đội tuyển quốc gia luôn. Không ai nhận đấy chứ, quá là chắc ông đi rồi. Khi nào thì anh mới nhận ra rằng là Linh có năng khiếu là một cầu thủ? Học đến lớp 6, lớp 7 thì cứ chiều tới thì Linh cứ xỏ cái đôi giày bata, đi xách cái xe đạp, mà thậm chí còn trốn bố mẹ. Đi đá, nói chung là đá trong lớp thôi, đá trong trường thôi. Thì anh cũng nhận thấy là Linh có một cái năng khiếu. Sau đó đi ở trên câu lạc bộ TTC Bình Dương đi các trường để tìm kiếm tài năng. Thì thầy dạy Linh nói là Linh và một người nữa có tương lai, đến lúc Linh đi lên thi thì trúng tuyển, nhưng mà mẹ không cho thì mình cũng động viên với bà xã là nó có cái đam mê thì cứ để cho con nó đi đó. Đấy, rồi là sau lại dù được không được thì con nó cũng không trách bố mẹ là sao con thích mà bố mẹ không cho con thích. Thế là cũng đồng ý cho con đi. Mà Linh được ngày hôm nay là đó là sự cố gắng nè, nỗ lực và cộng với may mắn, may mắn đó cũng là cái gia đình tiếp sức cho Linh rất là nhiều. Mỗi một lần Linh ghi bàn thì cảm xúc của bố mẹ ở nhà thực sự là nó quá tả.
nó sung sướng mà nó hãnh diện, nó vui, nó là không trả được. Đó là về nhà là mấy cha con ngồi á, rồi ăn cơm ăn đuổi nhau có bàn luận gì chứ bóng đá không? Có chứ, bàn luận bóng đá rồi đá trận này thế này thế kia bình luận ác. Có mỗi mình lạc quẻ ngồi cứ bảo ăn cơm đi bóng đánh gì. Tôi nói vậy mà ba bố con này cứ mẹ chả biết gì, cái thằng bé cứ mẹ chả biết gì thì hâm mộ thể thao ấy. Thích thằng em thích đá bóng lắm. Ninh này chỉ có sữa mẹ, nó không có một giọt sữa ngoài nào. Mà sữa ngoài nó có thằng bé này là lúc lớn này nó cũng chỉ sữa bột thì nó không uống, nhưng mà cái sữa hộp mà thùng ấy là nó còn uống. Còn này cái sữa bột thì không, mà Đông Ninh thì không hai, có cái gì. Nó sinh 2005 là nó mới 15 tuổi à. Đấy, 15 tuổi. Ồ, vậy là tuổi này tắp sữa vô nó còn cao nữa. Cao nữa đấy, giờ nó uống vẫn uống sữa. Tiềm năng là cậu em là cao hơn Tiến Linh à. Ừ, đang nói là chắc phải cao bằng Đoàn Văn Hậu quá. Bây giờ là mình cũng thoải mái cuộc sống, là không còn điều gì lo lắng nữa đúng không chị? Cũng không có gì lo lắng nữa. Thế là nói chung giờ cũng ổn định rồi. Dạ. Con gái nó thành công thành đạt, con gái nó lớn hết rồi, bố mẹ cũng rảnh rỗi. Nhàn giờ là chỉ lo sức khỏe thôi. Vậy để dành sức mà mốt về nuôi cháu nội. Ờ đấy, thì giờ có cháu thì ấm luôn. Ông biết nãy giờ hai chị em mình tâm sự như vậy rồi, ba cái ông kia có làm được trò trống gì ở dưới bếp không, hay là tè le ở dưới trong ta? Hai chị em xuống bếp thử xem xuống sao. Xuống coi thử coi tới đâu rồi. Mày gì đấy? Đường để chuẩn bị nấu ốc. Trời, cái này là món ruột của em nên biết làm. Ờ, nhưng mà là em hôm nay là em định làm mấy món nè. Em làm được hai món à. Hai món, món mẹ cũng làm nữa. Với món chả mực nữa. Trong cái khẩu phần ăn của em á, là có phải như là né món này món kia đụng lên? Nói chung là cũng né một vài thứ ít dầu mỡ nè. Bình thường chúng ta là nhìn thấy cầu thủ Tiến Linh ở trên sân cỏ thôi. À, những pha ghi bàn đẹp mắt của anh. Nhưng mấy khi chúng ta nhìn thấy được hình ảnh chân thật đây, một chàng trai vàng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở trong bếp đây chưa? Em có thường xuyên mời ba mẹ đi coi em tham dự những cái trận bóng đá mà ở đây không? Có chứ, bố mẹ em thường luôn luôn ở trên khán đài cổ vũ cho em. Khi mà ra sân chuẩn bị hát quốc ca thì em luôn nhìn trên khán đài để em xem bố mẹ em đang ngồi đâu. Thì mỗi lần mình thấy bố mẹ là coi như là mình hát nó có lửa hơn đúng không? Hát có hùng hồn hơn. Một cái món này chắc ở mình. Món gì lên? Không biết luôn. Giải gì? Khoai. Món đó món tủ tuổi thơ của em á. Món giải khoai là món này là món của miền Bắc. Lên cái này gọi là giải khoai hả Linh? Đúng rồi, ở cái cây khoai đấy. Giống như kiểu như là của cái cây khoai á. Cây khoai mà mình ấy. Nhưng mà cái này chỉ có ngoài đa số ở ngoài Bắc mới có. Oster, cực cứng an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trời ơi, hề quá. Giải khoai mà cái dọc mùng á. Mà nấu cái gì vậy chị? Nấu ốc. Ốc hả? Ồ, đúng rồi, cái này là cái dọc mùng á, trong này gọi là. Nhưng mà nấu cái ốc thì mình chưa biết nha. Nãy giờ vô ăn quá, quên mà. Cái thứ hai nó có một thành viên mới kìa. Em với anh Linh là ai cao hơn? Em không biết. Còn bây giờ hỏi thiệt Linh nè, nói một câu công tâm nè, thằng em có tiềm năng không? Có. Tại sao không khuyến khích em? Khuyến khích rồi, thì cho đi kiểm tra đấy rồi, nhưng mà do không có huấn luyện viên, chứ vậy do em đâu. Huấn luyện viên sao? Thì cái là về rèn luyện thêm, rồi khi nào cảm thấy được thì lại lên. Thế tại sao không rèn luyện thêm, không huấn luyện thêm cho em? Cho đi đá bóng suối chứ. Em đá, tôi đạp, đúng không? Dạ. Ôi. Hai thằng, một thằng đi đâu còn một thằng ở nhà. Nhà có hai em trai thôi. Bây giờ hai thằng đi bóng đá hết thì còn mỗi hàng bà nhà nó lên từ bé là phải nói là tuổi thơ là cực khổ. Xa bố, xa mẹ. Thích về môn thể thao, môn bóng đá. Lại tiếp tục xa bố mẹ. Thì khoảng đến năm 9 tuổi em mới được gặp mẹ lần đầu tiên. Em còn nhớ là cái khoảnh khắc lần đầu tiên em gặp mẹ nó như thế nào? Như là em có nhớ là lúc đó là một cái phòng ở đây nó rất cực trội, trong phòng em đang nghe, phòng em nghe một tiếng nào đó mà tiếng gì đó một người phụ nữ, thì em mới đi ra em mới xem là ai, thì khi mà gặp mẹ thì em chả biết là ai cả, thì em mới hỏi là cô tìm ai, thì cái mẹ cũng đơ không biết nói gì cả. Thì sau là một hồi sau thì em lại đi vào phòng. Xong về sau thì bố về thì em mới biết đó là mẹ. Như lúc đó là tại vì khoảng một thời gian mà 9 năm trời mà không được kêu một tiếng mẹ ơi. Thì lúc đó thì khi mà em đi tắm á, cạnh phòng cạnh tắm với lại phòng bếp á,
nó canh nhau chỉ có một cái bằng một cái tôn thôi. Thì lúc đó mẹ em đang nấu ăn, thì em cứ đang tắm em cứ kêu mẹ em kêu suốt kêu khoảng 10 lần á. Em cứ hết tắm tí ra mày mẹ ơi, xong rồi tí tắm lại mẹ ơi. Không phải mẹ ơi là ôi mẹ ơi là lạnh quá này kia, để được gọi mẹ nhưng mà không dám gọi, đang cứ bị gượng gượng miệng á, nên là lâu lắm không được gọi. 9 năm còn 10 năm thì cái khoảng thời gian nó rất dài, mà để gọi tiếng mẹ ơi cũng hơi khó. Thì cái cảm giác đầu tiên thì hơi bỡ ngỡ. Bao lâu thì mới thân quen? Khoảng vài một vài ngày thì bắt đầu mới quen được những cái lời nói đó. Tình mẫu tử mà có sẵn rồi, một vài ngày là do vì bên ngoài không có tiếp xúc được thôi. Em còn nhớ cái khoảnh khắc mà em đi đá cái giải đầu tiên, giải trẻ cho đội Bình Dương. Thì lúc đó là em ngồi trên khán đài sân Thống Nhất á, Thống Nhất bây giờ á. Em ngồi em khóc là em cứ gọi mẹ ơi. Nó nói là sao em thấy cực khổ quá, kêu là phải chi nghe lời mẹ thì giờ này đâu khổ thế. Trong vòng 10 ngày ngày nào cũng khóc. Thì lúc đó là nhớ gia đình. Ngồi khán đài không được đăng ký dự bị, nà nà lúc đó là lán là nghĩ đến người mẹ là sao, tại sao hồi xưa mẹ nói là không được không nghe. Cho đi không nghe. Dạ. Thế nhưng mà chính vì cái lúc đó thì người mẹ lại là người động viên con. Bố thì luôn luôn rồi, nhưng mà lúc đấy là người mẹ lại là người động viên con nhiều. Linh, cái bàn thắng đầu tiên em ghi cho đội tuyển Việt Nam, em còn nhớ đó là năm nào? Năm 2018. Đá vào lưới rồi. Campuchia. Lúc đó là mở tỷ số trận giải AFF năm 2018. Thì lúc đó thì vừa ghi bàn xong thì khi mà qua được hết khoảnh khắc sung sướng thì em nghĩ ngay về gia đình. Thì lúc đó em nghĩ là gia đình với lại những người thân của mình có xem mình đá không? Họ xem được cái bàn thắng đó là một cả một cái quá trình mà bất bại bao nhiêu năm thì cũng được. Em nghĩ cái là một cái đền đáp xứng đáng cho những cái gì mà nó trải qua. Cái lần chấn thương đầu tiên của Linh á, cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Lần đầu tiên là Linh ra đội tập trung thì Linh có điện về bảo bố là chắc con phải về, bảo bố bảo thế làm sao, bảo con bị chấn thương lật cổ chân. Mình cứ nghĩ đơn giản là nghĩ là chắc vài hôm chườm đá là khỏi, không có nghĩ là nó nặng như vậy đâu. Vài hôm thì Linh về câu lạc bộ, Linh nói là chắc phải đi Singapore phẫu thuật. Lúc đấy thì bố mẹ ăn cơm ngồi trong mâm cơm mà cứ dọn cơm ra lại dọn vào chứ có ăn ở đâu, tại vì nghĩ đến con mà nó lo rồi còn ăn gì. Xong về lúc mà đi đá U23 châu Á đấy, U23 châu Á Việt Nam mình về nhì đấy, rồi bố mẹ ngồi xem màn hình mà chảy nước mắt ra. Ông xã nhà này ông còn vừa ngồi ông vừa khóc. Cả nước thì mừng vui vì chiến thắng Việt Nam mang vinh quang về cho Tổ quốc. Con mình thì một mình, mỗi mình đi sang Singapore. Trực tiếp của đoàn tuyển thủ cũng về giải U23 Thường Châu ấy, thì nhắn cho con bảo con vừa hạ cánh. Con vừa hạ cánh thì đội tuyển cũng là lúc hạ cánh. Trùng hợp đấy, một bên thì mọi người đoán quá trời luôn. Thì tức là mình cảm xúc, mình cảm giác là mình thương con nặng nắng như mình, người ta đoán con như thế đấy, mà mình con này đi mổ. Đấy, bây giờ kể cả bây giờ Linh về là lúc nào cũng dặn Linh, nói là con có đôi chân con phải giữ. Cứ đá nhiều khi cứ mỗi lần mà con ngã trên sân hay là bảo con bị chấn thương là lo lắm, khó tim luôn. Và qua cái tâm tư và cái tâm sự của anh chị thì quý khán giả và đặc biệt là Quốc Thuận mới hiểu được một cái điều mà ở trên sân cỏ các bạn có thể là hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng có những người ngồi ở ngoài màn hình phải nói là thót tim và thậm chí rất là đau lòng lo sợ là ai, là ba mẹ của các cầu thủ. Thôi bây giờ ngon quá thì mình ăn tiếp đi chứ. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Con đi tổ chức nữa, tôi sẽ mang đến một bất ngờ đến cho cả gia đình được nha. Hôm nay thì Quốc Thuận với Cát Tường được ăn một bữa cơm rất là ngon với tài đầu bếp của anh Tiến Linh. Và dĩ nhiên ăn rồi thì phải có cái gì nó đáp lại. Wow, chứ không lẽ tới ăn không vậy? Bây giờ là Quốc Thuận có mang đến đây một món quà. Trước giờ Linh có bao giờ nghe ông nội ông nội bốc phốt gì mình chưa? Và có bao giờ nghĩ rằng là trong đầu của ông nội nghĩ gì về đứa cháu cưng của ông nội không? Hôm nay Linh sẽ được nghe và được thấy ông nội bốc phốt mình. Đây. Năm nào cũng về được dịp Tết luôn. Bình thường ra ít không phải. Cháu đi học giỏi.
thế thì là ngoan ngoãn. Vâng. Thế rồi lúc bây giờ hết tuổi mà nó cũng để ý cái chuyện bóng đá hay đâu, thể thao mới đi người ông kia bắt đầu nó đi học đam mê, đi mẫu giáo này về cũng có cái khen nhá. Vâng. Thế rồi là đi học học thế ông bà bảo ông nói để mười là ông thử một chai của bà. Thế là ra cháu ra đón cháu là cháu đưa hai tay lên và chai Coca. Đi học trong đấy thì lúc đầu lúc học thì học giỏi, vâng. Nhưng về sau đi vào thể thao thì là học kém đi, vâng. Vì nó chi phối mà. Ở nhà thì động mức khẩu vị là cứ ông bà chấp trứng, người ta bảo hấp trứng nhưng mà trong nồi cơm nó là chấp trứng. À. Ngay bây giờ về đấy, ngay giờ về là cứ trước khi đi ngủ là 10 giờ đêm đấy, vâng. Là lại cho một quán mì tôm với hai quả trứng vào là đánh lên ăn. Thế mày đi đến câu lạc bộ thì mày làm nào? Thôi thì có gì dùng thế. Đấy, nói chung là từ khi mà cháu nó vào câu lạc bộ xong nó đi các nọ kia đội tuyển ấy, như cái lần Campuchia đấy, lo quá thì ra đây ông bác ông bảo là thôi cho vào nghề để đá tuyển sau, để chấn thương. Về Tết ăn Tết ở nhà về đây phải vẫn còn đi bó chân. Thế thì xem thì cũng lo lắm, cứ thấy cháu ngã là sợ. Cứ thấy cháu ngã là sợ. Thì cũng lâu lắm rồi mới nghe được giọng của ông. Thực sự rất là nhớ. Bây giờ chỉ có mong ước nhỏ là có một ngày nào đó thì cả gia đình cũng như là ông bà thì đi xem mình thi đấu một lần. Đây là ngôi nhà mà phải nói là dương thịnh, mà âm thì chỉ có một thôi. À, thế không biết là những người đàn ông này có ga lăng không chị? Con trai này là ga lăng nhất. À, ngồi đây cứ hề ôm cứ như này đây. Như này em thì kiểu như cái thể tình cảm với mẹ thì nó ít thôi. Nhưng mà cái trong tâm thì lúc nào cũng thương mẹ vậy. Không mẹ cái được không? Người đàn ông kia, người đàn ông kia. Người kia tự nhiên điện đứng hình. À, người đàn ông kia. Thì cũng không sao tại vì vợ con mình nó cũng vất vả nhiều. Thì cũng nhân dịp của chương trình này thì mình cũng có cái mình thể hiện cho nó vợ chồng nó có cái tình cảm thôi chứ không có. Thì đó thì thể hiện đi. Tú đó rất là tự nhiên. À, chắc chắn là thường xuyên phun mạ. Trước tiên là nhân vật chính là Linh, cho nên là Tường chúc cho chị Linh là luôn luôn giữ phong độ nè, giữ sức khỏe nè, giữ đôi chân của mình nè, và sẽ đem nhiều cái vinh quang hơn nữa về cho gia đình cũng như là trong cái sự nghiệp của em. Chúc cho Tú nè nuôi dưỡng niềm đam mê đá bóng. Chúc cho Tú được gia đình ủng hộ để tiếp tục theo nghiệp của anh. Chúc cho hai anh chị qua năm mới có thêm một cháu nữa. Ôi, đó là một đứa em gái nữa cho Tiến Linh và Tiến Tú. Và xin chúc cho gia đình chúng ta lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, cho phép Quốc Thuận thay mặt chương trình cảm ơn nhà tài trợ Osdor, thương hiệu quốc gia cửa cuốn an toàn và thông minh, tính năng đảo chiều và tự dừng khi gặp vật cản, chống sao chép mã số mở cửa, cảm biến khói, còi báo động, báo cháy, đèn trong nhà tự báo sáng khi cửa cuốn mở lên. Cảm ơn Osdor đã đồng hành cùng với chương trình này. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường, Quốc Thuận cũng như cùng gia đình với Tiến Linh xin nói lời chào tạm biệt.